Sao là cãi lộ với nhau là sao vậy? Hả? Làm ơn. Nghe anh nói gì không? Nhịn chút xíu có được không? Tôi đã quyết định rồi. Tôi làm là tôi làm. Hết. Tía. Sao rồi tía? Tía có nói được bác Tám không? Nói chuyện à, mẹ Tám cứ cãi. Đúng y như người cõi trên, bực bội. Sao không nghe máy đi? Dạ. Cãi nhau nữa à? Không phải cãi nhau tía, mà suốt ngày cứ ghen tuông bóng gió danh nam. Tía coi có lãng không? Mà con nói hoài không có chịu nghe gì hết đó tía. Thêm người cõi trên nữa. Bởi tao nói chuyện với mấy người cõi trên mệt ghê lắm. Đau đầu. Dạ thôi, tía đi cả ngày chắc là mệt rồi. Tía vô nhà nghỉ ngơi đi. Cũng mệt thiệt. Nói chuyện mẹ Tám tổn hơi. Chưa uống được miếng nước. Alo, em hết giận anh rồi hả? Thì hết giận em mới gọi lại chứ. Chứ không còn giận thì em gọi lại làm gì? Anh sao rồi? Đừng có giận người ta nữa nghe. Mỗi lần giận, tim người ta đau lắm. Em biết rồi, em cũng xót lắm á. Không, em gọi cái anh hết đau luôn rồi. Ừ, ngày mai qua chở em đi chơi nha. Ừ, mai gặp. Có nhớ người ta không? Ừ, nhớ chứ sao không nhớ. Biết mà còn hỏi nữa. Sao tía nghe lén con nói điện thoại vậy? Nghe lén bà nội mẹ ta tưới cây đó. Tía thiệt là mày đặc hả mày? Không nghe, có mặt tao mày không nghe. Không có tao với... Em nhớ anh không? Em nhớ em không nghe muốn mửa. Mửa thì tía đừng có nghe. Tao vô tình với ai nghe mày làm gì? Thứ gì? Con trốn vậy mà cũng không yên với tía nữa. Để má vẽ cá cho ăn nha. Dạ. Có chừng xương đó. Nè. Dạ. Tao nói cho hai vợ chồng bay biết nghe. Đừng có tài lanh quá nghe. Đi te rẹt nghe. Đi qua mét với lại ông già tía cô ha. Rồi để cho ông già tía cô ông qua, ông nói tôi, ông trù quẹo tôi ha. Dạ tụi con đâu có làm gì đâu má. Không có hả? Không có mà kêu ông qua ông chửi mắng tôi. Rồi trù quẹo cái quán tôi là dẹp dẹp tiệm xóm nữa. Ừ, tía không có ý đó đâu má. Tía chỉ muốn khuyên má thôi. Nhưng mà chắc tại vì không có biết cách nói chuyện cho nó suông. Bộ con nít sao mà đổ thừa không biết cách nói chuyện hả? Má nói cho tụi bay nhớ nghe. Má làm gì thì kệ má nghe ha. Không giúp thì thôi. Đừng có kiếp chuyện mà phá quấy tôi hoài nghe. Nha. Tự bản thân con thấy cái chuyện làm ăn đó nó không có được đàng hoàng. Nó sao sao á. Cho nên con muốn góp ý với má thôi. Má đã nói rồi, cứ để yên cho má làm. Đừng có đụng vô cái chuyện làm ăn của má. Tao đẻ mày ra chứ không phải mày đẻ tao ra đâu mà nghe. Tao nói là tao giữ lời nghe. Nha. Má, chán ghê. Ăn uống gì vô nữa trời. Ăn cơm đi tía. Ừ, để má vẽ cá cho ăn nè. Con ăn đi. Alo, alo Chanh hả con? Bữa nay con cứ hứa là qua dẫn Tám coi vàng máy rồi mua vàng máy về đó con. Sao giờ này con chưa tới? Con tới Tám thay đồ Tám chờ con nha. Qua liền nghe con. Thank you.
Ủa, con tới rồi nè con nè. Dạ, thôi mình đi đi táo. Giờ mình đi ha con nghe. Dạ. Đi 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 con. Nói Tám nghe nha, cái vàng âm thanh mà hồi nãy mình đi coi ở cái chỗ cửa hàng mà Tám dẫn tới đó chưa có được xịn lắm đâu. Để con kiếm cho Tám cái chỗ này á, nó bán cái vàng âm thanh loa liếc đồ ha là hàng nhập ở ngoại về, xịn lắm. Ủa cậu biết cái chỗ mà nó bán cái vàng âm thanh mà nước ngoài nhập gửi về phải không? Trời ơi, con trùm ba cái đồ đó ở Sài Gòn mà. Trời ơi. Dạ Tám yên tâm, anh họ của con á là chuyên về mấy cái máy móc đó, đồ điện tử á thì không có ai mà qua nổi ổng hết trơn á. Chứ lại mình cũng không có rành gì về đồ điện tử, hay là mình nhờ anh họ con mua luôn đi Tám. À được không con? Trời ơi, Tám với Chanh là chỗ thân tình mà, con với Chanh cũng thân lắm. Không lẽ giờ gì Tám nhờ mà con không giúp? Ấy không thôi, còn cái lựa cái vàng nào mà nó xịn xịn chút xíu đi, thêm chút xíu tiền cũng được nữa, miễn mình xài bền là được rồi. Trời ơi Tám đừng lo. Trời ơi, con kiếm vàng cho Tám là xịn lắm. Mà nếu vậy á, mua vậy á, rồi khoảng tốn khoảng bao nhiêu tiền vậy con? Không có nhiều đâu. Cái vàng mà giờ con nói Tám mà ngon nhất á là cỡ 100 triệu hả? Còn cái vàng trung trung á là khoảng 60 triệu. 100 triệu cũng hơi cao, mà không biết tới chừng nào mình mới lấy vốn lại được. Tám đừng có lo, mình đầu tư cái vàng máy này về á, lúc đó khách sẽ đông, rồi lúc đó cái quán mình đông á, là mỗi ngày mình kiếm tiền lời mấy triệu là bình thường à. Đúng rồi Tám. Vậy hả con? Dạ. Dạ Tám yên tâm đi. Tám hy vọng lời con nói. Tám đừng lo, ta nói vàng âm thanh mà ngon á, nó hút khách thôi. Con nói ngày nó vô nụm nụp. Tám kiếm ngày chừng 50 triệu là chuyện bình thường. Nghĩ tới chuyện đó Tám vui quá. Dạ. 100 triệu có nhầm nhò gì đâu. À đúng rồi Tám, 100 triệu có nhầm nhò gì đâu, có phải không nè? Trời, bây giờ mà bà mở nhạc ông sùm không cho hàng sớm nghỉ ngơi gì bà Tám? Bà làm phải sớm vừa thôi chứ. Mở gì mà bất kể giờ nhất à? Hey. Tám vậy đẹp quá Tám ơi. Rồi, bà đồng mở nhạc âm xèo nữa rồi. Con mẹ Tám điệu này chắc không ai hết trơn hết trọi á. Bà Tám, bà mở nhạc á, bà cũng phải nhảy thần hoàng bổn cảnh chứ. Bà cũng nỡ hàng xóm ăn diện chứ. Cái quán mà cái bụng mà mở quá trời mở à, ôm mà không cho ai ngủ nghe gì hết trơn trời à. Mình vẫn mở, mở cỡ đó thì mình la cỡ nào cũng đâu có ăn thua gì. Được rồi, bà yên tâm đi, cú này tôi không thiệt bà, tôi không phải là sao bảnh đâu. Cô làm ăn buôn bán cái gì mà cô mở nhạc? Mở nhạc sùm từ sáng tới tối vậy? Cô phải tôn trọng người ta chứ. Ông già tôi á, ông 90 tuổi rồi đó, mà ổng mất ngủ và nhập viện luôn rồi đó. Trời ơi, ngộ không? Lạ ghê à. Quán của tôi là quán cà phê, là mở nhạc, tôi có quyền mở nhạc, có gì là sai đâu. Tôi làm ăn đàng hoàng mà. Vất vả, khi về á, người ta cần được nghỉ ngơi để sáng mai người ta lao động. Mấy đứa học sinh cũng vậy, nó cần phải nghỉ ngơi để con học bài. Mà cứ mở như vậy á, không ai nghỉ ngơi được hết trơn vậy đó. Bà nghĩ coi, đây nè, bà con thấy phải không? Mở âm sầm sao chắc nội tôi ngủ được. Mở lớn quá mà, ngày nào cũng vậy hết á. Ngủ không được, cái mắc mới gì tôi đâu mà chị qua đây chị đổ thừa tôi. Mà cô mở vừa đủ nghe thôi, phải tôn trọng người ta đi chứ.
tôn trọng cái gì? Tới giờ này có khách tới, tôi mở nhạc cho khách nghe chứ có gì đâu. Tôi là quán, tôi là quán nhạc thì tôi phải mở nhạc chứ. Mấy ông làm cái gì vậy? Nè, có chính quyền tới nè. Bây giờ mời chính quyền đứng ra xử cái vụ này coi. Cứ mở nhạc hoài như vậy ai mà chịu nổi. Chị Tám. Dạ. Mấy ngày nay á, bà con hàng xóm xung quanh đây á, họ phàn nàn rất là nhiều về cái chuyện á, chị buôn bán và chị mở nhạc rất là lớn, làm ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của bà con xung quanh. Cho nên tôi đến đây mời chị về xã để mà làm việc. Thì ra cha Sáu Bảnh này chứ có hàng xóm nào mà khiếu nại đâu. Sáu Bảnh, tôi với ông không đội trời chung với Sáu Bảnh. Nghe nhạc riêng có điên á. Ai điên? Bà điên trước người ta đó. Ông Sáu Bảnh, ông đừng tưởng đấy ha. Ông đừng tưởng cái chuyện ông làm mà tôi không biết nha. Ông dám đi tố cáo tôi với chính quyền ha. Đồ hèn hạ. Ông có ngon ông vào đây. Đây nè, hỏi nhiêu đây người có ai tố cáo? Mọi người có bị điên về cái nhạc của bà không? Điên điên. Thôi được rồi. Cái chuyện này á tôi xác nhận là có. Cho nên á tôi mời chị về xã để mà làm việc. Bà con, coi như là mọi chuyện đã được giải quyết xong rồi, bà con cứ yên tâm đi. Nếu mà có chuyện gì xảy ra nữa thì có chính quyền á sẽ giải quyết cho bà con. Bà con về đi. Bà con cứ yên tâm nha. Tôi nghe ông Sáu Bảnh, ông giỡn mặt với tôi hả ông Sáu Bảnh? Ông ngon ha, ngon ha. Gì? Ngon. Bà là mẹ gì? Là mẹ gì? Ông ngon á. Ngon á, ông ngon á. Tôi đi lên trển rồi về tính với ông. Ngon cái gì mà ngon? Ông nghe, ông đừng giỡn mặt tôi nha, nha. Ông tưởng ông ngon mở cả xóm hồn mà đổ thừa mình tôi. Tưởng ông ngon ha, đợi đó. Ê, bộ mấy đứa bay ngồi vậy không sợ điếc tai hả? Bữa nay bà lên xã rồi đó, uống đi. Uống miễn phí rồi, bỏ ly đó đi về nghe chưa? Nghe giỏi, thiệt là giỏi. Mình là con dâu vậy á, suốt ngày không tin đi tin người ta không à. Gặp chuyện gì đâu không bực mình hết sức nói. Trời ơi, ở nhà làm cái gì mà khô cạn khô. Con Xuân đâu rồi? Con Xuân. Dạ. Làm cái gì mà ở nhà nước nôi cạn khô, không có một giọt nước gì hết trơn vậy? Dạ con lên liền. Hơi, bực mình gặp bực mình thêm. Má má chờ con chút nha. Ở nhà không chịu chăm trước để cho nó khô cạn vậy, tôi về mới chăm. Ấm thôi, chứ đâu có muốn gây chuyện gì với má đâu. Má nói tía con vậy. Ha ha, Bình ha, cha nào, đúng là cha nào con nấy, nói tới là Bình. Ha. Cô nên nhớ bây giờ cô là con dâu của cái nhà này nha. Mà cái quán này là cái chỗ làm ăn buôn bán đúng không? Cái quán này mà nó có dẹp, nó có bề gì đi nữa ha, thì cái nhà này cạp đất mà ăn. Tám, con mới qua nè Tám. Ủa, Chanh, con mới tới hả con? Vô đây. Dạ. Vô đây ngồi với Tám. Dạ, vô đây, con tính ngồi, nói ngồi là... đi con à... Ngồi đây. Sao đứng đực ra đó vậy? Không biết xuống lấy trái cây mời khách ăn hả? À... Trời ơi, thôi Tám ơi, Tám cứ coi con như là con cháu trong nhà thôi, chứ không có cần coi con như khách đâu. Thôi Xuân làm gì á thì Xuân cứ làm đi, cứ coi tôi như là người nhà được rồi. Ờ à, vậy đi. Con ngồi đây chơi với má tôi nha. Tôi xuống nấu cơm. Má con xuống nấu cơm. Uống nước đi con. Ủa con tới, con nghe nói hình như là Tám có chuyện gì không vui hả Tám? Thì đó, mới ở trên xã về nè. Ta nói làm khó, làm dễ đủ điều cái vụ quán đó con. Dạ. Tất cả cũng tại cha Sáu Bảnh bày ra hết trơn rồi. Ờ, Tám, còn có ông anh chơi cũng thân, làm ở trên xã, để con nói ông giải quyết giùm Tám nha. Thiệt vậy hả con? Dạ. Trời ơi, Tám cảm ơn con nha. Con tốt bụng quá à, con dễ thương quá. Phải chi mà con là con dâu của Tám thì tốt biết mấy luôn á. Dạ. Tám hôn con miếng. Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét luôn. Tôi làm vậy là không có được rồi. Tôi làm vậy là tiêu chị hai của con rồi đó. Con nói gì? Tao làm vậy không được hả?
xin lỗi con đi. Tía làm là tía làm gì bách gia trăm họ trong cái xóm này. Mày thấy không, chưa có ai như bà. Quán xá gì mở ba cái nhạc nghe nhức đầu muốn chết. Nhưng mà tía biết thừa tính của bác Tám rồi, còn chỉ sợ là nhân cái chuyện mà tía làm khó dễ xong rồi quay qua làm khó ngược lại chị hai mình, rồi lúc đó tía tính làm sao. Ủa sao mày khỏi lo đi con, bộ tía mày vừa lắm hả? Nếu mà bà làm khó dễ chị hai mày, tao sẽ bắt chị hai mày về đây, cho nó sống ở nhà này. Trời ơi tía, tự nhiên cái đăng không cái tía qua tía nói vậy xong, chẳng khác nào tía chia cách vợ chồng của anh hai hết. Tía ơi, làm vậy là tổn phước lắm luôn á. Tao làm gì tổn phước, tao đang đi làm phước cho người ta. Mà ông bà mình có câu con gái nhờ phước cha, tao làm vậy là con tao nó có phước. Trời ơi, có phước chỗ nào vậy trời, thiệt tình. Ê nhưng mà vậy nè, tía thấy bà Tám bà cũng sống công tư phân minh mà. Không vì cái chuyện này mà bà nhỏ mọn bà cắn đắng con dâu bà đâu. Mà tao nói thiệt, chị hai bay á là đứa đảm đang tháo giác, bà đâu có dễ gì kiếm được một con dâu như vậy đâu. Thiệt tình á, con sợ tía luôn á. Con chỉ sợ bác Tám không có nghĩ được như tía, thì chị hai con khổ chứ ai khổ. Ê, mấy bà điện thoại cho chị hai bay coi có chuyện gì không. Ủa tía không có lo mà. Lo thì tao không lo rồi đó, nhưng mà cứ đề phòng mà chắc hơn ăn hơn. Dạ nhất trí tía. Bây giờ mình điện thoại không có được đâu, chị hai cũng không dám nghe máy. Thôi thì con chạy qua đó con coi làm sao, rồi con về con thưa tía liền. Đi lẹ đi. Dạ. Hy vọng là đừng gây hậu quả nghiêm trọng. Mời má ăn cơm, chồng ăn cơm, mời cô Chanh ăn cơm. Mời má ăn cơm. Dạ em cảm ơn vì đã cho em ăn ngon. Cái mâm cơm này ngon quá đi. Tôi thiệt là không ngờ Xuân Đảm đang như vậy á nha. Nhìn cái mâm cơm là muốn ăn hết sức vậy à. Chứ sao. Cảm ơn. Vợ tôi nấu ăn là số 1 và để coi tài nghệ của cô giỏi đến cỡ nào. Số 1 cái gì, nhìn vậy thôi chứ tạm tạm thôi à. Con ăn đi đừng có khách sáo nghe. Dạ. Ăn nhiều vô nghe. Dạ, con. Dạ Tám. Tám ăn đi. Trời đất ơi, cá trời ơi. Bộ chè là gì vậy? Hả? Dạ. Trời ơi, trời đất ơi, bụng hại cho tôi tiểu đường. Tôi chết thành chi mà làm cái gì mà như ngọt như chè vậy? Hả? Sao mà kỳ cục vậy? Không có đâu má. Nói cho con đem nếm con canh kỹ lắm mà làm gì mà ngọt. Đúng rồi má, vợ con nấu ăn từ đó giờ má cũng biết mà. Vợ con nấu ăn ngon làm gì có chuyện nấu ngọt. Đó ăn đi, ăn mày ăn thử đi. Đó. Mà ngọt quá. Ồ, sao kỳ vậy? Mấy cái món này không có giống mấy cái món mà vợ con thường nấu đâu. Chắc là tại Xuân lỡ tay thôi Tám. Tám ăn miếng canh đi cho đỡ ngọt nha. Canh này con thấy ngon nè. Bỏ ra đi. Bỏ này ra. Bỏ ra đi. Dạ.